Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu đến anh chị và các bạn một cái dòng máy mài ha, sử dụng đường kính đá 1/8. Thì với mã sản phẩm là GWS 180 ha, của GWS 18 của thương hiệu Boss ha. Xuất xứ 100% tại Germany, tại Đức luôn nha anh chị nha. Đây, xuất xứ tại Đức luôn nha. Đó, nên con máy cũng có giá thành khá là tốt nha. Rồi, mã sản phẩm chính xác của nó là GWS này, 18-150BL nha anh chị nha. Đó, 150BL. Rồi, thì con này sở hữu cái công suất nè, anh chị xem thì con này sở hữu cái công suất 1800W ha, và sử dụng đường kính đá 150 nha anh chị nha. Đó, sử dụng đường kính đá 150. Thì máy xài điện 220 nè, xuất xứ Germany luôn nha anh chị nha. Đó, rất là chất lượng luôn. Phần thân vỏ thì như anh chị thấy thì logo thì được in dập nổi rất là đẹp này. Đó, in dập nổi toàn bộ nè. Phần thân thì được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp nè. Đó, xuất xứ tại Đức luôn nha anh chị, nên con máy này rất là bền luôn. Rồi, động cơ không cửa thang này ha. Rồi bên cạnh đó thì tem chống hàng giả đây, của Boss đây ha. Đó, phụ kiện kèm theo. Phụ kiện kèm theo thì bao gồm có là ốp trắng đá nè anh chị ha, ốp trắng đá và catalog sách hướng dẫn sử dụng nè. Đó, khá là to luôn nha. Rồi, phiếu bảo hành chính hãng của Boss trên toàn quốc nha anh chị. Rồi, tiếp theo đó là một cái bộ mở khóa đá nè, kẹp đá mài nè, và một cái tay cầm phụ cũng rất là chất lượng, được bọc ở trong ni lông ha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, thì bây giờ sở hữu cái công tắc Boss ha, giúp cho chúng ta dễ dàng làm việc ha. Dễ dàng làm việc hơn những cái con máy mài mà công tắc đuôi hay công tắc trượt. Đó, còn công tắc bóp thì mình dễ dàng điều khiển hơn ha. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bật test cho anh chị xem nè. Động cơ không cửa thang nha anh chị nha, nên máy rất là mạnh. Sở hữu công suất lên tới 1800W, sử dụng liên tục, trong sử dụng máy liên tục được luôn nha anh chị nha. Đó, nên máy rất là bền luôn. Đó, nhìn chị thấy nghe tiếng máy không? Đã. Tại vì máy này nó xuất tại Đức luôn nên nó rất là chất lượng. Đó. Rồi thì nếu anh chị và các bạn muốn quan tâm về cái dòng máy mài một tấc rưỡi này của thương hiệu Boss ha, xuất xứ tại Đức luôn, nếu anh chị nào có muốn quan tâm thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn anh chị đã xem video lần này của mình. Nếu anh chị thấy hay thì cho mình xem một like, một subscribe để có động lực review những cái dòng sản phẩm máy chính hãng khác ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và những các bạn ở những video lần sau.